Hôm nay mình đã đi 85% đoạn đường của những ngày tỉnh. Chỉ còn có một chút xíu nữa là mình vượt qua. Muốn vượt qua được cái đường hầm này, tất cả chúng ta đều thấy cái nguồn ánh sáng rồi đó. Khi mà khởi động chiến tranh, bệnh tật chấm dứt rồi đó, thì bắt đầu kinh tế. Kinh tế sẽ đến thuận lợi ít nhất từ đây tới 4 tháng nữa. Thì là chiến tranh, đệ nhất thế chiến cũng vậy, đệ nhị thế chiến cũng vậy, đệ tam cũng vậy. Ở trên trời Atula nó đi đánh thiện thần cũng vậy. Trước khi mà nó cháo ba đời của Atula mà nó tấn công mấy thiện thần của mình á, là ở trển á, đời sống của nhà, của gọi là tiên chúng á, cũng lặng nặng lao đao. Xuống thế gian mình cũng y chang như vậy. Cái đường hầm ánh sáng và cái lời móng của thời Thượng Quân Thánh Đức thời vàng kim đã hé mở. Mỗi một ngày chúng ta đều phải ngồi thiền để mà vượt qua cái đó, và phải đọc kinh, phải đọc đại bi,